Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền Đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng Thấy các ngài ra đi Nhiều người hiểu ý Nên từ khắp các thành Họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi Trước cả các ngài Ra khỏi thuyền Đức giê -xu thấy một đám người rất đông Thì chặn lòng thương Vì họ như bầy chiên không người chăn dắt Và người bắt đầu dạy dỗ họ Nhiều điều Quý ông bà anh chị em rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô. Một trong những từ khóa quan trọng của bản văn tin mừng mà Hội Thánh công bố trong Chúa Nhật thứ 16 thường niên năm B, hạn từ chạy thương. Tin mừng nói với chúng ta như thế này: Ra khỏi thuyền thì Đức Giêsu thấy một đám người rất đông, Ngài chạy lòng thương vì họ như bầy chiên không người tranh dắt Trận lòng thương vốn là một từ khóa quan trọng của Kinh Thánh Để diễn tả về tình thương sâu thẳm và vô biên của Thiên Chúa Dành cho dân của người Và trong ngôn ngữ giới hạn mà con người Khi họ muốn diễn tả một cái điều gì đó về bản chất của Thiên Chúa Thì cụm từ trận lòng thương đã được sử dụng Và được xem như là một trong những lối diễn tả gần nhất đầy đủ nhất lòng dạ của thiên chúa thiên chúa yêu con người ngài luôn luôn xót thương con người và dành cho họ tình thương vượt xa và vượt hơn hẳn mọi tình thương mà con người có thể dành tặng cho nhau ngôn sứ Isaiah đã nói về lòng chặn thương của thiên chúa như thế này có người phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay không xót thương đứa con của lòng dạ mình Ngay cả chúng quên Thì ta, ta sẽ không quên ngươi Và chúng ta hãy xem trận lòng thương mà Chúa Giêsu được thể hiện trong bài tin mừng ngày hôm nay Đó là các môn đệ sau một ngày lăn xả trong công việc loan báo tin mừng Và đang khi họ vui mừng, hứng chí kể lại các việc họ đã làm và mọi điều các tông đồ đã dạy thì Chúa Giêsu nói với các ông anh em hãy lánh ra một chỗ thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút Chúa Giêsu nhận thấy được sự mệt nhọc đuối sức của các môn đệ sau một ngày vất vả còn đối với đám đông thì sao đối với đám đông những người đang theo Chúa thì ngài dạy dỗ họ nhiều điều và ngài thấy họ đói về phần thể xác nên đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi sống về phần thể xác cho họ ngài thấy họ đói khát về mặt thiêng liêng nên đã giảng dạy họ và công bố về sự hiện diện của nước thiên chúa thế nên xem ra chọn lòng thương đơn giản chỉ là việc chúa giêsu phát hiện ra nhu cầu của các môn đệ của anh chị em xung quanh bằng một chút để tâm quan sát và nhạy bén và bước tiếp theo là phát tâm xem nên làm gì và làm thế nào để đáp ứng nhu cầu ấy trận lòng thương xem chừng chỉ đơn giản là việc đặt mình vào trong hoàn cảnh của anh chị em xung quanh đặt giả thiết rằng nếu bản thân tôi ở trong hoàn cảnh ấy thì tôi cần gì nhất đâu là điều làm cho tôi thấy thỏa mãn nhất cái gì sẽ đáp ứng nhu cầu tốt nhất lúc ấy Trận lòng thương Xem chừng chỉ đơn giản là vui với người vui Hay khóc với người khóc Như Thánh Phaolô đã nói Trong thư gửi tín hữu Roma Chương 12 Ngài nhắn nhủ như thế Trận thương không gì khác là đặt mình vào chỗ của người khác Và điều mà ngôn ngữ tiếng Anh nói về trận thương bằng một hạn từ Compassion Nghĩa là cùng với đau khổ Cùng với cảm xúc Cùng với niềm đam mê Cùng với tình yêu của người khác Đón nhận và sống Cái cảm xúc, cái đam mê Cái tình yêu, cái đau khổ của người khác Chúa Giêsu Là gương mẫu tuyệt hảo Cho mỗi khi tôi hữu về lòng chạy thương này Ngài là con Thiên Chúa ấy Vậy mà Ngài đến và ở lại Ở cùng với nhân loại Và nhận lấy tất cả những nỗi khó nhọc vất vả loại trừ mà nhân loại phải mang gánh lấy và ngài lại nhận lấy tất cả những gánh nặng tội lỗi của nhân loại này mà mang lên cây thập giá nơi ấy ngài hóa giải ngài chữa lành ngài thánh hóa và ngài cứu độ giải thoát chúng ta người Kitô hữu là những người thuộc về Chúa Kitô yêu mến Chúa Kitô và mang lấy những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô nghĩa là tâm tình chặn thương như Chúa chặn thương. Chị Chiara Lupit đã giải thích thế này. Để mến yêu Chúa Kitô thì phải trở nên một với mỗi người anh chị em mình. Đi sâu vào tâm, trong tâm trí của người khác, thực sự hiểu những vấn đề của họ, những đòi hỏi của họ, chia sẻ những đau khổ của họ, những niềm vui của họ. Cúi xuống người anh em một cách nào đó trở nên người khác. Đó là khi tô giáo và Chúa Giêsu đã trở nên người phàm, đã trở nên như chúng ta để làm cho chúng ta trở nên giống như Thiên Chúa. Theo cách đó, người bên cạnh sẽ cảm thấy mình được thấu hiểu, được nhẹ nhõ. Vậy chúng ta hãy xét thử xem là vợ là chồng tôi có thấy nhu cầu cần được yêu thương và chia sẻ từ người phối ngẫu của mình không? là chồng tôi có đủ nhạy bén và rộng lượng để giúp vợ chăm sóc dạy dỗ con cái không là vợ tôi có đủ tấm lòng chặn thương biết nghĩ đến chồng đến con nhiều hơn thay vì chỉ chăm chút cho sắc đẹp bên ngoài của bản thân bằng những cuộc mua sắm hay là những trò chuyện điện thoại hàng giờ với bạn bè không là con cái trong nhà tôi có nhận ra lòng ước ao và hy vọng của cha mẹ đặt vào tôi để từ đó tôi biết cố gắng sống tốt chăm chỉ học tập và yêu thương giúp đỡ những công việc nhỏ nhặt trong gia đình không mỗi người hãy đặt ra cho mình những câu hỏi về trách nhiệm về bổn phận để thấy được lòng chạy thương của bản thân đã đạt đến tầm mức nào trong gia đình trong môi trường mình sống Hãy so chiếu vào mẫu hình tuyệt hảo là Đức Tiêng Sukito để chúng ta sẵn sàng chạy thương và yêu thương anh chị em mình cho đến cùng. Amen.